Xin chào các bạn và các em đã quay trở lại với kênh Ông Giáo Vlog. Tiếp tục với các môn học trong chương trình giáo dục phổ thông mới sách lớp 2, thầy tiếp tục hướng dẫn cho chúng ta môn tự nhiên xã hội lớp 2, bộ sách kết nối tri thức với cuộc sống. Và thầy cũng hy vọng chúng ta hãy like và đăng ký kênh cũng như chia sẻ video để ủng hộ Ông Giáo ra những video tiếp theo. Bên cạnh đó chúng ta hãy nhấn chuông thông báo để nhận được những video mới nhất của Ông Giáo. Và bây giờ thầy mời chúng ta mở sách tự nhiên xã hội lớp 2. Bộ sách kết nối tri thức với cuộc sống trang 78, 79 để thực hiện một số hoạt động trong chủ đề thứ 5, đó là con người và sức khỏe. Bài 21, tìm hiểu cơ quan vận động. Vậy thì để biết được cơ quan vận động gồm có những cơ quan nào, thầy mời chúng ta thực hiện một số hoạt động sau. Hoạt động đầu tiên chúng mình sẽ thực hiện đó là thực hiện một số hoạt động như viết hoặc múa. Và chúng mình hãy cho thầy biết là bộ phận nào của cơ thể giúp em thực hiện hoạt động đó. Bây giờ chúng mình có thể dừng video, thực hiện hai hoạt động đó là viết hoặc múa và cho thầy biết bộ phận nào của cơ thể giúp em thực hiện được hoạt động đó. Đúng rồi đó các em ạ. Như vậy chúng mình có thể quan sát lên màn hình, đúng không? Để thực hiện được hoạt động viết thì chúng ta có thể cho thầy viết bộ phận nào, đó là đúng rồi, đó là tay, đúng không? Tiếp theo, để thực hiện được hoạt động múa, đúng không, thì bộ phận nào giúp em thực hiện được hoạt động đó? Đúng rồi, đó cũng là tay, đúng không? Nếu như múa thì có cả chân nữa. Như vậy, để thực hiện được hoạt động viết hoặc múa, bộ phận thực hiện giúp em thực hiện được hoạt động đó sẽ là tay và chân. Và trong cơ thể của chúng ta, tay và chân là có những khớp khác nhau. Như vậy chúng ta sẽ khám phá với một tình huống như sau. Quan sát các hình dưới đây, chị và nói tên một số cơ, xương và khớp của cơ thể. Thầy đã mô hình cho chúng ta quan sát. Đầu tiên chúng ta sẽ có những bộ xương và bộ khớp như sau. Ở đây là một cơ thể của một con người. Và như vậy ở trên cơ thể của người chúng ta sẽ có những tên một số cơ và một số xương. Ở đây chúng ta có thể kể tên một số xương trước, sau đó sẽ là một số khớp. Đầu tiên ở trên đầu chắc chắn sẽ là gì? Chúng mình sẽ nói về bộ xương trước nhé. Đó là đúng rồi, xương đầu, đúng không? Tiếp theo chúng mình thấy ở đây sẽ là, đúng rồi, xương mặt. Và ở đây sẽ là ở trước ngực chúng mình, đấy là, đúng rồi, xương sườn. Tiếp theo chúng ta thấy là số 4 chỉ về tay, đúng không? Đúng rồi, đó là xương tay. Số 5 sẽ là đúng rồi, xương cột sống. Và 6 sẽ là xương chậu. Và tiếp theo cuối cùng ở đây số 7 sẽ là xương chân. Còn chúng ta hãy quan sát và kể tên một số khớp trên cơ thể của chúng mình. Tiếp theo số 8 sẽ là khớp vai, vì ở đây là bộ phận vai. Tiếp theo sẽ là khớp khuỷu tay. Và thứ 10 sẽ là khớp đầu gối. Như vậy, từ 1 cho đến 7 đó là các bộ xương trên cơ thể người. Từ 8 cho đến 10 đó là các khớp ở trên cơ thể người. Chúng mình có thể dừng video và đọc lại một số bộ phận như xương và khớp ở trên cơ thể người này nhé. Tiếp theo chúng mình hãy quan sát các hình dưới đây, chị và nói tên hệ cơ cho thầy. Ở đây cũng là một cơ thể người, đúng không? Và chúng ta sẽ có những hệ cơ khác nhau. Bạn nào có thể cho thầy biết trên đầu tiên sẽ là hệ cơ gì? Trên khuôn mặt của chúng mình sẽ là đúng rồi, cơ mặt, đúng không? Tiếp theo số 2 sẽ là, đằng trước này chúng mình sẽ gọi là cơ ngực. Tiếp nữa chúng mình sẽ gọi là cơ cánh tay, đúng không? Còn ở phần dưới, ở giữa đây sẽ là cơ bụng. Và tiếp theo sẽ là cơ đùi. Như vậy hệ cơ của chúng mình sẽ có 5 hệ cơ, đó là cơ mặt, cơ ngực, cơ cánh tay, cơ bụng và cơ đùi. Bây giờ chúng mình có thể dừng video và đọc lại những hệ cơ này cho thầy. Và chúng ta sẽ thực hành một số hoạt động sau. Chị và nói tên một số cơ, xương và khớp trên cơ thể em. Ở đây
Chúng ta sẽ có một trò chơi, có thể là hai bạn cùng lên một lúc và một bạn thì chỉ vào một số hệ cơ hoặc là hệ xương và khớp trên cơ thể, còn một bạn thì sẽ là ghi lại. Giống như ở đây, một bạn nam đang chỉ về hai đầu gối, cúi xuống và chỉ hai đầu gối, thì bạn nữ đã ghi ra đây là khớp khớp gối, đúng không? Ví dụ như bạn là nam chỉ vào ở cánh tay, đúng không? Thì bạn nữ có thể ghi là xương xương tay, hoặc bạn nam có thể là chỉ vào đằng trước ngực, đúng không? Và bạn nữ cũng có thể ghi là cơ cơ ngực. Ở đây chúng ta có thể chơi một trò chơi, đó là tìm bộ phận của cơ xương và khớp. Hai bạn sẽ cùng thực hiện, một bạn sẽ chỉ vào những bộ phận trên cơ thể, còn một bạn còn lại sẽ ghi ra. Ở đây chúng mình sẽ thực hiện ở nhà hoặc là tìm bạn bè cùng thực hiện. Tiếp theo, chúng ta sẽ đến với hoạt động tiếp theo, đó là hoạt động vận dụng. Thì ở đây hoạt động vận dụng chúng mình sẽ thực hiện cử động sau, đó là đặt một tay vào phần dưới của xương cột sống, đồng thời cúi gập người sao cho bàn tay còn lại chạm vào các ngón chân. Đây, như hình ảnh của bạn nữ đang làm. Và chúng ta sẽ thực hiện hoạt động này. Đầu tiên chúng mình sẽ đặt một tay vào phần dưới của xương cột sống. Đây, như bạn nữ đang đặt. Tiếp theo đó là đồng thời là cúi gập người sao cho bàn tay còn lại chạm vào các ngón chân. Và khi thực hiện cử động trên, tay em cảm nhận được xương cột sống thay đổi như thế nào? Ở đây thì chúng mình có thể thực hiện và chúng mình có thể nói ra, đó là chúng mình cảm nhận được xương cột sống có thể thay đổi như thế nào. Đúng rồi, từ xương cột sống có thể thẳng, đúng không? Khi mình đứng thì sau khi cúi xuống nó có thể cong, nó có thể giãn ra, đúng không? Đó là chúng mình có thể thực hiện và chúng mình sẽ mô tả lại cho các bạn khác cùng biết. Tiếp theo đó là thực hiện cử động để xác định vị trí các khớp. Chúng ta sẽ thực hiện cử động như là quay khớp khuỷu tay này, đúng không? Quay khớp gối, đúng không? Để xác định các vị trí ở ở các khớp. Và như vậy, để cho chúng ta tăng cường được sức khỏe cũng như bảo vệ được các hệ cơ, hệ xương, thì chúng mình nên là tăng cường tập thể dục để giữ sức khỏe xương và cơ. Và như vậy, cơ quan vận động gồm có bộ xương và hệ cơ, cơ bám vào xương, khớp nối giữa các xương. Như vậy, chúng mình cũng đã biết thêm một số bộ phận trên cơ thể người, đó là bộ phận là xương và hệ hệ cơ, và cũng biết được là cơ thì bám vào xương, khớp thì nối giữa các xương. Như vậy, thầy vừa hướng dẫn cho chúng ta một số hoạt động trong tiết thứ nhất của bài 21 tìm hiểu cơ quan vận động. Bạn nào thấy hay thì like và đăng ký kênh cũng như chia sẻ video để ủng hộ ông giáo ra những video tiếp theo. Xin chân thành cảm ơn các bạn rất là nhiều.